Tuki Moto chào anh em nhá. Đây anh em có đến nhà một ông bạn là có một chiếc xe biển Hà Nội chính chủ tên chú ông ấy. Anh em chốt đây đứng lên đây bạn. Vô tư đây tôi mua là sẽ tư giá anh em này thoải mái. Thế là tôi đến nhà Tuki Moto đến nhà ông bạn này này là xe này chính chủ bác của anh ấy. Có nhu cầu muốn bán lại thì em từ Hà Nam lên. Thế bạn tên là gì nhỉ? Tưởng à? Ừ. Xe chính chủ bác bạn đúng không? Ok. Thì là nhá, mình nói luôn này, đấy công khai này, trước tất cả anh em là bạn này bạn nói với em, thì em bảo nếu em lên thì xem ưng, nếu mà tất cả thứ bớt lại thì đi lại. Còn mình xem đồ mà sai thì bảo bạn lộc lá, còn bạn lộc lá không bán hay không được quyền của bạn. Tức là tất cả anh em mình đến với nhau là mua bán thực tế. Đúng rồi, thuận mua và bán là tôi công khai trên mạng luôn đây nhá. Thì nói anh em này này, nếu mình đã không nói từ trước ấy thì nó rất đơn giản, nhưng mình nói trước rồi đã lên đây rồi, tôi cũng không muốn mất thời gian của hai bên. Đấy, anh em mình vào được nhanh vì mua nhanh thì lập lộc nhanh. Bạn đấy tự nhỏ và bạn cho tôi xin cái tài khoản. Tôi nói như thế là anh em vô tư, về mình nào đều là anh em cả và thanh niên thì thực ra này là mua, mình mua về lỗ rồi. Đây là cái lệnh bán nhảy là lỗ rồi. Ừ, thì biết là thế. Ngày xưa bác bạn mua mới là 46 triệu, kia để bạn cho để lại cho bạn vẫn ghi nhận đúng không, và tôi xin bạn là tiền đi lại đúng, đúng thật sự đây anh em tất cả mọi người đây. Riêng con xe này nhá, đặc biệt nói tất cả những cộng đồng mạng nhá, nếu bình thường con xe này đấy em sẽ nhập vào, nếu đúng tất cả gì hết đấy em sẽ nhập con này vào một câu thôi là 38 triệu. Thế ông bạn là sinh năm bao nhiêu? 83. Ui dồi, em xin lỗi đấy. Em không nghĩ anh sinh năm 83 thề luôn. Trẻ em 88. Chị thông cảm nhá. Ui dồi ôi, thế chị sinh năm bao nhiêu ạ? 87. Thôi em chỉ nói là này, em không, vì nếu anh em mình chưa nói chuyện với nhau nhiều thì nó khác, còn đang nói chuyện với nhau rồi. Anh xem anh lộc cho em bao nhiêu thì nói. Và em thích là anh em mình nói nhanh gọn. Còn nếu con xe này zin hết cả là 45 triệu cả. Đây nói thì bạn lộc cho tôi nghìn nào bạn nói là xong. Còn không thì đi về đi trực tiếp là tôi bán xe công khai luôn. Chứ không phải là tôi mua xong về tôi nói cao lên đâu. Nếu bạn bán cho tôi về tôi công khai đã đấy, tôi cộng cà phê thôi. Đấy, tôi chỉ cộng cà phê. Vì bạn nói với tôi là tiêm 500.000 trong cái số đây rồi, anh em cân đối giá cho nó hợp lý. Đúng, anh xem video nhá, em đi Bắc Giang nhá. Em có hẹn bác trai. Bác ấy già tuổi rồi, bác không dùng điện thoại đâu, bác chỉ xem TV thôi. Bác ở chi Bắc Giang đấy, em nói trước mạnh cầu động mạng luôn, cả bác trai cho Bắc Giang nên là bảo vệ nhá. Bảo máy anh máy zin. Chú lên sai anh hỗ trợ chú 500.000 về. Nhưng em lên đấy nhá, em trước mặt anh em luôn. Chỉ nói qua thôi, bác không có đến 500 một túi. Bác đi mượn tiền để đưa em đi về nhưng em không lấy. Em bảo thôi bác ạ, sai thì sai rồi. Vì cháu không trách cái bác, vì bác lớn tuổi rồi, 500 là cháu biếu lại bác, cháu bất nhận là cháu biếu lại bác, em cũng công khai lên mạng. Đấy thì anh em vô tư thì anh độc lá thì em còn, hoặc là nếu không thì em mạng phép luôn đúng không, không cần bớt nhiều đâu, em tự mạng phép vì anh nói cậu đấy em hiểu ý anh rồi. Có anh độc cho em mấy trăm như vợ anh nói, em nghĩ nó cũng không giàu thì vài trăm anh em mình. Nhưng anh em sẽ chuyển gọi là 500 đấy, nhưng em chuyển như thế nhanh bạn. Anh em ơi, chiếc xe này em chốt cho anh em nhá. Đấy, hai giá bên thỏa thuận công khai. Anh em cộng cà phê là bán. Nói luôn riêng Win là sở trường của em rồi. Cứ cộng cà phê riêng con này, cộng cà phê 2 triệu. Tiền xe đi lại, chấm hết. Cảm ơn anh em, vì em đến tiền. Em xin điện thoại đây, cấp quay xong. Chú Kiên Mô Tô kính chào tất cả anh chị em theo dõi Chú Kiên trên kênh Mua Bán Win nhá. Hôm nay em có đến chỗ này là Mê Linh. Mê Linh, Hà Nội. Chốt một chiếc xe Win biển 29N4850 chính chủ của bác anh Tưởng đúng không? Được. Anh Tưởng. Rồi rồi. Đây anh Tưởng đúng không? Rồi, rồi. Chính chủ bác anh đúng không? Bác anh là Trịnh bác anh là Trần Trung Tiến, còn anh là Trần Văn Thưởng. Ok. Anh em bảo này, trước hết là rất cảm ơn anh chị đã nhượng lại cho em chiếc xe Win. Tuy máy chạm nhưng mà nó cực chất và cực đẹp. Rồi. Đấy thì đấy em công khai giá rồi, thì bây giờ đây chứng minh thư nhân dân cầm đây, gửi anh chị chứng minh thư nhân dân. Đấy thì trước hết là cảm ơn anh chị rồi, bây giờ em xin phép em cho xe lên thùng thôi, nó đơn giản đấy thôi, thủ tục rất đơn giản. Đấy thì em hỏi anh là có tiếc không thì bán thì... tiếc lắm, xe này đi cũng thời gian rồi, cũng gắn bó cũng tiếc, xe nó cũng máy nó cũng chất. Vâng. Thế về bảo bác anh là thôi cho em chụp cái chứng minh thư của bác anh cho em là xong nhá. Rồi rồi. Ok, thế em cảm ơn anh, em cho xe đây một chút. Đi luôn một chút, anh đổi ý thì chết. Đấy rồi. Đút túi luôn, đi luôn. Không anh đổi ý thì chết. Rồi.
kề luôn. Không. Đây. Mày soi tao cái đèn tao cho anh em ơi. Trời tối tăm đấy nhá. Em cho xe lên thùng này này. Đấy. Lên nhá. Ôi ok. Chẳng xe là nghề của tao rồi. Cứ quay đi. Cái này thì anh em biết được là mưa gió mà đi mua xe này khổ lắm. Anh chị cứ nói em Trung Kiên Mô Tô nhá. Anh chị lên mạng gõ Trung Kiên Mô Tô, nó đang loạn xạ trên mạng. Anh em thông cảm em quay xe rời tối tí nhá. Chốt rồi, cọp đã về trong đêm nhá. Bắt cọp phải bắt đêm chứ còn bắt ban ngày nó chạy chết. Lót vào đây. Xe này phải chở được 3-4 con này nhỉ? 3 con. 3 con. Ừ, 3 con thoải mái. Nếu cố chở vẫn chở được 4 con. Sát quá, nó sợ nó xây sát. Không. Em đi Sơn Nam chở 4 con về đây. Trên đây mà này nhiều xe lát mua về dựng được. Xe lát. Thế nhà bọn nó thích biển 4 số, không thích biển 5 số đâu. Phải đổi. Mình phải giữ lại, còn lúc mà đi ví dụ có sang. Không, Jim Thái phải biển 4 số không? Vậy bọn nó thích 5 số rồi. Xong rồi anh em ơi, hơi tối tí anh em thông cảm nhá. Đấy, bắt cọp trong đêm. Bây giờ là 8 giờ tối anh em nhá. Ok. Chào tất cả anh chị em nhá. Chúc anh chị em và gia đình sức khỏe, tài lộc bình an. Chủ mua alo cho em qua số 0358 444888.